Kinh An Chú Tầm thuộc Kinh Trung Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, xuất bản năm 2020 bởi nhà xuất bản Hồng Đức. Kinh An Chú Tầm là kinh làm lắng dịu tư duy tiêu cực, được Đức Phật giới thiệu như là cách thức truyền hóa, giúp tâm an chú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh, vượt khỏi mọi vướng mắc phiền não. Đức Phật đã giới thiệu năm phương pháp chuyển hóa các tư duy tính dục, tư duy sân hận và tư duy hãm hại, giúp hành giả làm chủ tư duy, làm chủ được tâm. Nội dung bài kinh Kinh An Chú Tầm Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn Chú ở sa Quát Thị, xá vệ, tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Pindika, cấp cô độc. Tại đây, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Chư tỷ kheo. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau. Chư tỷ kheo. Tỷ kheo muốn thực tu tăng thượng tâm. Cần phải thường thường tác ý năm tướng thế nào là năm ở đây tỷ kheo y cứ tướng nào tác ý tướng nào các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục liên hệ đến sân liên hệ đến si sinh khởi thời này các tỷ kheo tỷ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện không phải tướng kia nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo ví như một người thợ mộc thiện xảo hay đệ tử một người thợ mộc dùng một cái nêm nhỏ đánh bật ra đánh tung ra đánh văng ra một cái nêm khác chư tỷ kheo cũng vậy khi một tỷ kheo y cứ một tướng nào tác ý một tướng nào các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, sinh khởi. Thời này chưa tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải tác ý một tướng khác, liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ tác ý một tướng khác, liên hệ đến thiện, khác với tướng kia. Các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy, khi tác ý một tướng khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, các ác, bất thiện tầm, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Thời này chưa tỳ kheo, tỳ kheo ấy cần phải quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy. Đây là những tầm bất thiện, đây là những tầm có tội, đây là những tầm có khổ báo. Nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo, ví như một người đàn bà hay người đàn ông trẻ tuổi, trong tuổi thanh xuân, tính ưa trang sức. Nếu một xác rắn hay xác chó hay xác người được quàng vào cổ người ấy phải lo âu xấu hổ ghê tởm trư tỷ kheo cũng vậy nếu tỷ kheo ấy nhờ quan sát các nguy hiểm của những tầm ấy các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục liên hệ đến sân liên hệ đến si được trừ diệt đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy trong khi quan sát các nguy hiểm của những tâm ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, Thời này chứ tỳ kheo, tỷ kheo ấy cần phải không ức niệm, không tác ý những tầm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú an tịnh nhất tâm định tĩnh chư tỷ kheo ví như một người có mắt không muốn thấy các sắc pháp nằm trong tầm mắt của mình người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên chư tỷ kheo cũng vậy nếu tỷ kheo ấy trong khi không ức niệm không tác ý các tầm ấy các ác bất hiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ sự trừ diệt chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy trong khi không ức niệm, không tác ý các tâm ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Chư tỷ kheo, vị tỷ kheo ấy cần phải tác ý đến hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến hành tướng các tầm, sự an trú các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ đến dục được an chú an tịnh nhất tâm định tĩnh ví như một người đang đi mau suy nghĩ tại sao ta lại đi mau ta hãy đi chậm lại trong khi đi chậm người ấy suy nghĩ tại sao ta lại đi chậm ta hãy dừng lại trong khi dừng lại người ấy suy nghĩ Tại sao ta lại dừng lại? Ta hãy ngồi xuống. Trong khi ngồi xuống, người ấy suy nghĩ, tại sao ta lại ngồi? Ta hãy nằm xuống. Chư Tỷ kheo, như vậy, người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất, làm theo các cử chỉ tế nhị nhất. Cũng vậy, nếu tỳ kheo ấy tác ý thì tâm được an tịnh nhất tâm định tĩnh, chư tỳ kheo nếu tỳ kheo ấy trong khi tác ý đến hành tướng tác tầm và sự an trú các tầm các ác bất thiện tầm liên hệ đến si đến sân vẫn khởi lên thời chư tỳ kheo Tỷ kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tâm liên hệ đến sân si được trừ diệt đi đến diệt vong. Tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Ví như một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại. Chư tỷ kheo, cũng vậy, nếu tỷ kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các tầm và sự an trú các tầm ấy. Các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên. Thời chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo, nếu tỳ kheo trong khi y cứ tướng nào tác ý tướng nào các ác bất hiện tầm liên hệ đến dục liên hệ đến sân liên hệ đến si sinh khởi tỳ kheo ấy tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện khác với tướng kia các ác bất hiện tầm liên hệ đến dục liên hệ đến sân liên hệ đến si được diệt trừ đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỷ kheo ấy nhờ quan sát sự nguy hiểm các tâm ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ sự diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy nhờ không ức niệm, không tác ý các tâm ấy, các ác bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy tác ý hành tướng các tầm và an trú các tầm, các ác, bất thiện tầm, liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. Tỳ kheo ấy nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhấp phục tâm, đánh bại tâm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si, được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là đã an trú trong đạo tầm pháp môn. Vị ấy có thể tác ý đến tầm nào vị ấy muốn. Có thể không tác ý đến tầm nào vị ấy không muốn. Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoàn hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.